Thưa quý vị, thực hiện kết luận số 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10, thời gian qua, Đảng ủy các khu công nghiệp Đà Nẵng đặc biệt chú trọng công tác phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, không chỉ xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, mà còn là một yêu cầu khách quan, cấp thiết. Đây là lễ công bố quyết định thành lập chi bộ Công ty Cổ phần Kỹ thuật DBL vừa được Ban Thường vụ Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức. Đây là doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực kiểm tra và phân tích kỹ thuật tại đường số 1 khu công nghiệp Hòa Cầm, Đà Nẵng. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc thành lập chi bộ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ổn định của doanh nghiệp, qua đó sẽ tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời phát huy quyền làm chủ và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động. Với tư cách là một chủ doanh nghiệp thì tôi nhận thức rằng là có một cái tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp của mình là rất cần thiết, vì nó là hạt nhân chính trị, là nơi truyền tải các cái chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến với người lao động và đến với công ty. Và nhận thức được điều đó thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ và tạo điều kiện để chi bộ hoạt động tốt và hoàn thành những nhiệm vụ mà đảng cấp trên giao trong thời gian tới. Thực hiện kết luận số 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10, Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, ra soát triển khai thành lập mới, tổ chức đảng, phát triển đảng viên và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp. Đến nay, Đảng ủy đã có 112 tổ chức đảng trực thuộc, gần 3.500 đảng viên. Theo đó, Đảng ủy sẽ phát huy tốt vai trò cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ các tổ chức cơ sở đảng hoạt động tốt. Bên cạnh việc đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động để doanh nghiệp thay đổi nhận thức và thấy lợi ích của mình khi thành lập tổ chức đảng và đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp. Việc thành lập tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước trong doanh nghiệp tư nhân, thì cái giải pháp căn cơ là phải ưu tiên cái việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục và đồng hành cùng doanh nghiệp. Thì sau khi thành lập tổ chức đảng tại đơn vị thì có cái hướng dẫn để cái chi bộ đảng tiếp cận các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời chia sẻ và đồng hành với những khó khăn của doanh nghiệp đang vướng phải. Qua đó thì cái việc mà kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ những cái khó khăn doanh nghiệp đang vấp phải. Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, những năm tiếp theo, Đảng ủy các khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ phấn đấu thành lập mới các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, tập trung vận động, kết nạp đảng viên, chú trọng đến công nhân lao động trực tiếp sản xuất và chủ doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện tốt hơn kết luận 80 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Quan điểm của Đảng ủy là không nhất thiết chạy theo số lượng, mà điều quan trọng là phải tìm được nhân tố tích cực để phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Có như vậy, các tổ chức đảng mới thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị của mình.